Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Sinh và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết kế một cái header cho cái trang website của bạn vô cùng đẹp, chuyên nghiệp sử dụng Elementor Pro. Nếu các bạn thiết kế website với WordPress thì các bạn sử dụng một số cái giao diện miễn phí ở ngoài kia thì nhiều khi là các bạn sẽ bị giới hạn khi mà các bạn thiết kế phần header cho cái trang website đúng không ạ? Thì nhiều khi là các bạn muốn um, muốn từng cái trang khác nhau thì nó lại có những cái header khác nhau đúng không ạ nếu các bạn muốn trang website của bạn ví dụ như là các bạn muốn là khách hàng nhìn trang website của bạn thì các bạn có cái phần header này ở cái phần header này với những cái mục khác nhau còn nếu mà khi khách hàng đăng nhập vào cái trang website của bạn ấy thì nó lại có cái phần này, header này khác nhau vậy làm thế nào để các bạn có thể tạo được một cái header như vậy và à, mỗi, mỗi một khách hàng hay là mỗi một cái trang khách học khách hàng đăng nhập đúng một cái trang nào đó à đúng một cái mục nào đó thì nó có những cái header khác nhau thì à, các bạn sử dụng Elementor Pro các bạn hoàn toàn có thể là làm điều, điều đó thì trong video này mình sẽ hướng các bạn từng bước cụ thể để chúng ta sẽ đi set up một cái header cho cái trang website của bạn sau đó các bạn có thể sắp xếp nó vào những cái mục khác nhau và ai có thể nhìn được cái phần header đó thì các bạn hoàn toàn có thể sắp xếp được trong cái video này nhé để bắt đầu thực hành với cái video này thì chắc chắn các bạn cần phải có Element Pro nha. Nếu các bạn chưa có Element Pro thì các bạn có thể là click vào cái đường link đầu tiên ở dưới cái phần mô tả video này, các bạn có thể mua nha. Hoặc là các bạn có thể mở cái tab mới ở trên Google như này, sau các bạn search cho mình là sinh giảm chấm com gạch Elemental. À, các bạn có thể là search như này nhá, à, Elemental như này sau các bạn nhấn Enter này. Đó, sau khi các bạn nhấn enter thì ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn đến trang website của Elementor ở đây thì các bạn sẽ thấy là giá của nó 49 đô, 99 đô và 199 đô và uh, rất là đắt rồi 9.999 đô nhưng mà cho các bạn mới hay là các bạn vừa mới thiết kế website hoặc là các bạn mới dùng Elementor thì mình khuyên là các bạn nên chọn cái gói là 49 đô này nhé 49 đô trong một năm thì uh, các bạn có thể là thiết kế website không giới hạn thì uh, cái Elementor này không chỉ là thiết kế website um, à, không chỉ là thiết kế cái phần header trong trang, trang website thôi mà nó có thể là thiết kế toàn bộ mọi thứ các bạn muốn tùy biến trang website của bạn giống như thế nào thì các bạn hoàn toàn có thể làm được nha thì các bạn có thể là mua cái plugin này nha Đó, ok sau khi các bạn đã có cái plugin này rồi thì các bạn qua lại trang website này bây giờ mình qua lại trang website mình các bạn vào chỗ bản tin này. sau khi các bạn vào bản tin thì khi mà các bạn đã mua được Elementor Pro rồi ấy, thì các bạn có thể là à, các bạn nhấn vào plugin để tải lên và các bạn cài đặt nhá. nhưng mà tất nhiên là mình khuyên là nếu mà các bạn vừa mua được Elementor thì các bạn nên xem một trong những cái video hướng dẫn gần nhất của mình để các bạn có thể là học nó và thực hành nó. sau đó các bạn sẽ thực hành tiếp cái video này nha các bạn có thể xem cái video này của mình có tên là À, thiết kế website với Elementor Pro này các bạn có thể là viết như này thì các bạn sẽ thấy cái video này nhé. À, thì khi mà các bạn đã làm à, gần như hoàn thiện cái trang website của bạn rồi thì các bạn thiết kế trang header này. À, các bạn lưu xuống dưới này. À, các bạn vào ở dưới các phần mà Elementor trong cái phần template này các bạn sẽ thấy có cái phần mà Theme Builder ở đây. Các bạn click vào chỗ Theme Builder. À, khi mà các bạn click vào Theme Builder thì các bạn thấy có cái phần uh, header ở đây này. Các bạn sẽ thấy có phần header ở đây thì đến đây các bạn click vào chỗ header. À, khi các bạn click vào chỗ phần header này thì các bạn lưu xuống này các bạn thấy là mình đã tạo khá là nhiều header ở đây thì mỗi cái phần header ấy thì mình sẽ cho uh, từng mục khác nhau. Ví dụ như khách vào uh, khách vào uh, những cái bài post thì nó có header khác nhau, uh, khách vào trang chủ nó khác nhau và khách vào đăng nhập vào thì nó có những header khác nhau đó thì các bạn hoàn toàn có thể tạo được. Như vậy trong cái video này và sử dụng Elementor Pro nhé ở đến đây thì các bạn chỉ cần lưu xuống trên này các bạn thấy có phần thêm mới này thì các bạn thích của chỗ thêm mới này các bạn nhưng mà thêm mới thì đây các bạn đặt tên này đây ví dụ như là mình uh, viết là header header uh, cho bài post chẳng hạn đó ví dụ như là mình đặt đúng cái này cho tất cả các bài post chẳng hạn nhé còn của các bạn thì các bạn có thể là đặt uh, khác nhau nha cái tên này là cái tên các bạn đặt để các bạn nhớ thôi khách hàng không thấy nhé đến đây các bạn như một chỗ tạo mẫu thiết kế này Ok, khi mà các bạn nhấn vào chỗ tạo mẫu thiết kế thì các bạn sẽ thấy là ngay lập tức ở à, ở chỗ này ấy, thì nó sẽ giới thiệu cho các bạn à, nó sẽ đưa cho các bạn rất 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 nhiều cái header ở đây mà các bạn có thể lựa chọn, các bạn có thể sửa nó thành cái trang website của bạn đúng không ạ? Đó thì đến đây thì mình à, các bạn có thể là tạo, các bạn có thể là tạo từ đầu đến cuối bằng cách tắt cái này đi và tạo từ đầu đến cuối nhá. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên sử dụng một trong những cái header này. À, mình mình có thể là sử dụng những cái header này sau đó mình có thể là xóa đi xóa đi một số cái tính năng sau đó mình có thể thêm một số cái tính năng mình hoàn toàn có thể làm được như vậy thì trong video này mình sẽ sử dụng một trong những cái thằng header có sẵn này à, mình khuyên là các bạn nên sử dụng nữa nha mà khi mà các bạn sử dụng ấy thì nó sẽ à, nó sẽ giúp các bạn à, đỡ phải tốn nhiều thời gian để suy nghĩ sắp xếp thứ này nọ nhá và tất nhiên khi các bạn cho vào ấy, thì các bạn có thể là sửa được nha à, ok mình đến đây thì mình sẽ chọn một cái nào Uh, đây ví dụ như là mình sẽ vào à, um, uh, ví dụ như là mình sẽ chọn uh, đây ví dụ như mình chọn cái này đi đó uh, đến đây thì mình nhấn một chỗ chèn này ok khi mình nhấn một chèn thì các bạn sẽ thấy ở đây đó uh, đầu tiên là mình sẽ có cái phần ở trên này đó uh, đây là mình có số cho, cho số điện thoại này cho email này cho ngày làm việc này rồi những cái mạng xã hội thì các bạn có thể sửa này, các bạn click vào chỗ này. Ở đầu tiên các bạn click chỗ đây thì khi mà các bạn click chỗ đây thì các bạn sẽ thấy này, đó, nó có ngay là à, có số điện thoại đây. Đó bây giờ các bạn chỉ cần sửa thôi. Các bạn chỉ cần sửa ví dụ như là 012345678 gì đó thì các bạn có thể sửa như này, đúng không ạ? Đó, sau đó ở dưới này, các bạn muốn là người ta click vào chỗ này ngay lập tức nó sẽ gọi uh, nó sẽ có số điện thoại ở trong điện thoại trả. Thì các bạn vào số dưới này, các bạn thấy có phần liên kết này thì các bạn viết cho mình cái từ khóa gọi là theo như này nhé, sau đó viết là hai chấm, sau đó uh, copy số điện thoại của bạn. Đó, sau đó paste ở dưới này. Đó, cái short code có uh, cái từ theo này có nghĩa là uh, nó viết ra đây có nghĩa là khi khách hàng click vào chỗ số điện thoại này thì ngay lập tức nó sẽ có số điện thoại ở trong cái uh, điện thoại của khách hàng đó điều này rất là tuyệt vời thì các bạn có thể làm như vậy nha đó ok khi số rất này các bạn thấy có phần mà uh, info này này đó uh, đây là cái email thôi thì các bạn có thể đổi thành email của các bạn ví dụ như là info uh, sinh sản uh, chấm con đúng không ạ uh, info sinh sản chấm con các bạn có thể làm như vậy đúng không ạ uh, thì nếu các bạn muốn người ta gọi cho các bạn thì các bạn có thể uh, muốn người ta click nếu mà ta, các bạn muốn là người ta click vào cái này thì ngay lập tức người ta sẽ có email và người ta sẽ gửi cho các bạn. Chẳng hạn thì các bạn cần phải cho mình cái từ khóa gọi là mail như này. Sau đó hai chấm. Sau đó copy cái email của các bạn. Uh, Paste vào đây. Uh, mình mình không nhớ là có đúng cái shop code này không. Nếu mà mình làm sai thì các bạn để lại ở uh, bình luận dưới cái phần mô tả video này nhé. Còn nếu mà sai ở đây thì các bạn có thể là tìm hiểu thêm nha. Nhưng mình nghĩ là nó khá là đúng. Mình nghĩ là đúng cái này đó. À, tiếp theo là cái phần giờ này, à, giờ làm việc này. đó à, giờ làm việc thì đây ví dụ như là Monday, à, ví dụ như là à, bắt đầu từ thứ hai, thứ ví dụ như là thứ hai là à, thứ hai các bạn bắt đầu từ lúc à, 7 giờ chẳng hạn, 7 giờ 30 đi cho đến 5 giờ 30 đi. À, 5 giờ 30 chiều. À, hoặc là các bạn có thể à, viết luôn là 17 giờ 30 cũng được đó đó như này thì khách hàng sẽ biết đúng không ạ đó, tiếp theo là các bạn click vào cái bên này đó, khi mà các bạn click bên này thì các bạn sẽ thấy là Facebook này uh, Twitter này Google này. À, tất nhiên là Google cộng thì xóa rồi không có rồi thì mình xóa Google đi đó, xóa Facebook này ở Facebook đây thì nếu mà các bạn không thích Facebook thì các bạn xóa đi các bạn cho cái khác ví dụ Twitter đây các bạn không thích Twitter các bạn xóa đi ở đây ví dụ như là mình thêm một số cái YouTube có rồi mình thích thêm tiktok chẳng hạn đó, các bạn click vào này, đó, để thêm được một cái mới các bạn nhấn chuột thêm mục này này. Sau đó các bạn chọn logo này, các bạn nhấn ai icon này. Đó, ví dụ các bạn tìm là TikTok chẳng hạn. À, đây mình không biết là TikTok có không nhưng mà à, có thể là TikTok nó chưa có logo trong này. Nhưng mà đây ví dụ như là các bạn tìm cho mình ví dụ như là LinkedIn. Đó, ví dụ như mình tìm là LinkedIn chẳng hạn. Đó, mình cho vào đây. Ờ, thì các bạn thấy đây ờ, mình copy cái link của link trình vào đây thôi ờ, tương tự như vậy mạng xã hội Facebook thì các bạn chỉ cần vào đây các bạn copy cái fanpage của bạn hay là copy cái uh, cái cái um, profile của bạn đó các bạn cho vào đây là được đúng không ạ người ta click vào chỗ này thì ngay lập tức người ta sẽ bài thảm vào trong Facebook của bạn đúng không ạ đó. đó ok vậy là các bạn sửa được cái phần trên này rồi đó, tiếp theo các bạn muốn sửa màu này các bạn click vào mấy cái dấu chấm này này sau đó các bạn nhấn vào chỗ kiểu, đó, các bạn nhấn vào chỗ kiểu này, các bạn sẽ thấy ở đây có cái màu đây, đó, thì thì các bạn vào đây các bạn sẽ thấy là có cái phần màu sắc đây này, đó, các bạn màu thấy màu sắc đây thì các bạn click vào đây, các bạn có thể là chỉnh sửa màu sắc này, đây ví dụ như là mình sẽ cho ở trên này là à, màu nó hơi, đó, ví dụ như là mình cho màu như này chẳng hạn, các bạn có thể cho như này nhé, đó. sau đó tiếp tục ở dưới này này. Đó, các bạn sửa được cái phần trên rồi nhé các bạn nhớ một cái phần dưới này đó, các bạn thấy là có cái phần logo nó nằm đây này các bạn click chỗ logo này đó, hiện tại là cái logo của mình ấy, thì mình đang trỏ về cái này thì cái phần logo này ấy, thì uh, logo của mình là đang 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 xóa đi cái phần mà gọi là background nó nó không có cái phần background đó thì các bạn có thể sửa nha còn đây của các bạn thì chắc chắn nó sẽ không như này đâu của mình thì nó như này ấy. Uh, bởi vì của mình là hôm trước mình có uh, Xóa, chưa xóa cái phần mà bắt đằng sau đó thì bây giờ mình có thể vào sửa này các bạn có thể nhấn vào chỗ này này sau đó nhấn vào cái chỗ mà à, cài trang web này Đó, sau các bạn lưu xuống là các bạn thấy cái phần nhận dạng trang web đây. Đó, các bạn sẽ thấy là logo của bạn đây. Đó, mình vào đây thì mình sẽ chọn cái logo mình này bởi vì cái logo của mình ấy thì đang chọn cái mà chưa xóa cái background làm sao. Đó, mình sẽ lưu xuống cái này mình sẽ um, tìm cái logo này. Um. hoặc là đơn giản là các bạn tìm là logo ở đây này. Đó. tìm là logo ở đây xem nó có xuất hiện không. và các bạn thấy là logo ở đây rồi. Đó, có logo đây thì bây giờ mình sẽ chọn cái này thử xem nào. mình nhấn vào chèm này Đó, sau khi nhấn vào chèm xong mình nhấn vào cập nhật này Đó, sau cập nhật xong thì mình nhấn vào back to editor Đó, ok khi mình nhấn vào back to editor các bạn thấy là cái phần background nào sau đã đã sửa rồi nhá của mình thì nó như này của các bạn chắc chắn không như này nhé ở đến đây thì các bạn thấy là cái màu của mình á có cái màu logo của mình là nó hơi bị mờ À, thì bây giờ mình cần phải đổi cái background làm sao để cho thấy nó rõ này, à, mình click vào chỗ này, sau đó mình nhấn vào chỗ kiểu này, à, sau đó mình nhấn vào cái chỗ à, kiểu nền, à, sau đó mình sẽ chọn màu sắc này, à, mình sẽ chọn cái màu sắc cái màu yêu thích của mình, đó à, là cái màu này, à, các bạn thấy là bây giờ mình đã chọn được cái màu này, à, nếu các bạn muốn đổi màu thì các bạn đổi dưới này nhé, ở đây ví dụ mình không thích màu này mình chọn cái màu này chẳng hạn. Đó, hoặc là các bạn có thể là tự di trên này, đó, các bạn có thể là tự vào đây này, Xóa tự như này này, đó, các bạn có thể là như vậy nhé. ở đây mình sẽ chọn cái màu này thôi, mình sẽ chọn cái màu này, à, có đúng cái màu này của mình không? OK đúng rồi. À, OK khi mình chọn đúng cái màu này thì mình sẽ thấy cái logo vô cùng rõ đúng không ạ. À, tiếp theo thì cái này là OK rồi tiếp theo mình xuống dưới này mình sẽ chọn cái thàng dưới này, mình à, các bạn có thể là làm như này, các bạn có thể nhấn vào chuột phải này nhấn vào chỗ họa tiêu này để các bạn thấy ở đây thì này các bạn thể là thấy trong này thì có hai cái phần này Đó, đầu tiên là Đó, cái phần đầu trên này thì nó sẽ chọn toàn bộ Đó, cái phần dưới này các bạn click vào chỗ này thì nó sẽ chọn toàn bộ dưới này Đó, thì bây giờ các bạn mở cái dưới này thì cái phần mà navigate menu này thì nó đang ở dưới này thì bây giờ các bạn có thể chỉnh sửa màu này bởi vì cái màu này màu trên này là mình sẽ cho cái màu trên rồi thì nó sẽ không thấy cái chữ này đúng không ạ? À, đó, thì để thấy được cái chữ này thì các bạn cần phải cho nó màu trắng. Đó, mình, mình tắt cái này đi. Đó, mình sẽ vào chỗ kiểu này này. Đó, các bạn nhớ là cần phải click cái bút này nhé. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ chữ này. Đó, các bạn chọn cho mình là màu trắng chẳng hạn. Đó, thì bây giờ nó đã màu trắng rồi. Đúng không ạ? Đó. Sau đó các bạn sẽ thấy là có cái phần mà di chuột vào ấy thì nó có màu trắng này. Đó, để sửa được cái phần này các bạn lưu xuống như này các bạn sẽ thấy có phần mà drop down này, đó à, đầu tiên là cái phần drop down này, à, drop down với lại cái phần mà uh, toggle này, à, đầu tiên là cái phần drop down nhé. À, đến đây thì các bạn thấy là chữ ấy, các bạn di chuột vào ấy thì chữ nó, các bạn di chuột vào đầu tiên là background của nó, thì cái phần mà màu nền này, này. À, ví dụ như di chuột vào mà các bạn muốn cho màu đen chẳng hạn, à, di chuột vào à, nó màu đen, đúng không ạ? Sau đó chữ thì các bạn muốn cho màu trắng chẳng hạn, đây ví dụ nhà chữ nó màu trắng này đó, di chuột vào này chứ nó màu trắng loại sau đó khi mà các bạn di chuột vào ấy đó, đây các bạn có thể chỉnh sửa font trước nhé các bạn nhìn vào chụp photography này đó, ví dụ như font đây là mình sẽ cho là 10, 10 10 10 10 7 thế nào đó, 17 thì nó khá là to có thể là 15 hoặc là gì đó thôi đó, chắc là 15 gì đấy là nó ok đó, đây 16 thôi. cho 15 đó Ok nó khá là đẹp đúng không ạ Ok chỉnh sửa được font rồi Nếu mà các bạn muốn di chuột vào ấy, Thì nó màu như thế nào chẳng hạn Thì các bạn như một chỗ di chuột này à, Ví dụ như là mình muốn di chuột vào Thì nó màu vàng chẳng hạn à, Ví dụ như vậy mình Click vào đây chứ chữ, ấy, chữ thì mình sẽ cho màu trắng này Sau đó màu nền ấy Thì mình sẽ là cho màu vàng chẳng hạn à, Các bạn đây đó, di chuột vào màu vàng đúng không ạ đó đó chính là cái mà các bạn có thể chỉnh sửa này ở đầu tiên là các bạn sẽ thấy các bạn nhấn vào cái chỗ bình thường này đó, các bạn thấy là uh, đây uh, các bạn qua lại cái phần main menu này uh, main menu các bạn thấy di chuột vào màu nó hơi xanh xanh đúng không ạ hơi xanh xanh thì đây chính là cái phần trên này này di uh, chuột vào màu hơi xanh này các bạn click chỗ này uh, các bạn thấy cái phần màu chữ này uh, thì bây giờ mình muốn di chuột vào ấy. chữ nó màu trắng nhưng mà màu hơi tối một chút này uh, màu trắng nhưng mà hơi tối một chút thôi đó uh, phần color này có nghĩa là di chuột vào các bạn thấy có hai cái viền trên này này uh, Color có hai viền trên đây thì các bạn có thể click vào đây thì ví dụ như là di chụp vào mình cho màu trắng luôn chẳng hạn đó, uh, di chụp vào hai cái phần trắng nó sẽ nằm trên uh, các bạn có thể làm được như vậy nhé uh, ok uh, chỗ này khá là ok rồi đúng không ạ đó thì trong trong thiết bị máy tính là như này nếu các bạn muốn xem ở trong thiết bị di động ấy thì các bạn nhấn vào chỗ này nhấn vào chỗ chế độ Respond này đó, uh, thì các bạn sẽ thấy đây ấy, thì ngay lập tức nó sẽ xóa đi cái phần trên và nó chỉ giữ nguyên đúng cái phần trên này thôi. Đó. Đó, khá là đẹp đúng không ạ. Đó, bây giờ các bạn chỉnh cái này thành à, nó chỉnh thành màu trắng các bạn click chỗ này này. Đó, sau đó các bạn xuống ở dưới này có cái phần mà to lở này. Đó, sau đó các bạn click vào chỗ này các bạn chọn cho mình là màu trắng này. Đó, các bạn thấy là màu trắng rồi đúng không ạ? Đó, khi click vào ấy thì nó màu đen di chuyển vào như này. Đó, nó rất là đẹp đúng không ạ? đó Ok xong rồi đó à, các bạn thấy là khá ok đúng không ạ à, các bạn có thể là cho vào thiết bị di động mà thiết bị máy tính à, thiết bị máy tính bản này nó à, xin nó sẽ như này à, thiết bị điện thoại à, thiết bị máy tính thì nó sẽ như này đúng không ạ à, ok à, sau khi xong rồi các bạn kiểm tra tất cả các thiết bị rồi à, tất nhiên là các bạn muốn không thích cái phần trên này chả? thì các bạn có thể nhấn chuột phải sau đó xóa đi nhé Ok, sau khi mà các bạn kiểm tra ở trong tất cả các thiết bị mọi thứ là ok rồi. Đó các bạn cảm thấy là rất là đẹp rồi. Thì uh, bây giờ các bạn có thể là các bạn nhấn một chỗ xuất bản này này, đó, các bạn click chỗ xuất bản này. Đó sau đó cái chỗ này ấy, là chỗ mà các bạn có thể sắp xếp cái menu này nó nằm đâu này. Ở đây ví dụ mình nhớ vào chỗ add condition này. Đó thì nếu các bạn chọn entire site thì có nghĩa là uh, cái header này ấy, thì nó sẽ đồng ý cái header này và toàn bộ cái trang website luôn. Đó, đây ví dụ như là các bạn muốn cho một cái trang cụ thể thôi đây, Ví dụ mình nhấn vào chỗ Singular này Sau đó mình sẽ vào trong Ví dụ mình chọn đúng vào tất cả bài viết thôi Đúng không ạ? Mình có thể là cho tất cả bài viết Đây hoặc là các bạn có thể là cho Một cái bài viết cụ thể này Vào đây sau đó viết cái bài viết đó Ví dụ mình cho về Elemental chẳng hạn Ví dụ mình cho đúng cái bài viết này đó, Có cái header này đó, Thì các bạn có thể tích vào đây đó, Thì khi người dùng vào đúng cái bài viết này Thì nó mới thấy cái header này thôi còn nếu mà vào đúng cái header à, Nó vào đúng cái trang khác ấy, thì nó sẽ có uh, header khác đúng không ạ đó ờ, thì đây uh, ví dụ mình sẽ tắt đi mình sẽ dùng cho toàn bộ như này chẳng hạn đó ờ, thì ví dụ các bạn dùng cho toàn bộ như cái này còn nếu mà các bạn muốn ngoài một cái trang nào đó thì các bạn có thể nhấn vào add condition này này sau đó các bạn chọn cho mình là is include có nghĩa là uh, nó bao gồm tất cả bài viết nhưng mà khi mà các bạn vào chỗ singular này các bạn chọn cho mình là ví dụ như là bài viết này sau đó các bạn không bao gồm một cái bài viết nào đó ví dụ không bao gồm trong bài viết là Elemental đó thì khi người dùng vào tất cả bài viết thì người dùng thấy cái phần header này nhưng mà khi vào đúng cái bài viết là review Elemental này thì người dùng sẽ không thấy cái uh, header này đó nếu các bạn muốn như vậy thì các bạn có thể cho nha đó thì đây ví dụ như là mình đó. ví dụ như mình làm ví dụ như vậy đó ví dụ mình thích rồi thì mình nhấn vào chỗ C này đó. ok sau khi mà nhấn vào C ấy, thì trang website cái header này đã ok rồi nha À, thì bây giờ các bạn nhìn vào chỗ like này. À, để các bạn xem này. Đó, à, ok. À, cái phần header ở đây. Thì bây giờ ví dụ như là mình sẽ vào à, cái trang chủ nhé. Đầu tiên ví dụ mình vào trang chủ này. À đây, ví dụ như mình vào bài viết đi. Đó, à, các bạn vào cái chỗ bài viết này. À, mình vào post này. Sau đó mình sẽ vào một bài viết cụ thể nào đó. À, vừa nãy là mình không bao gồm cái này nhá Bây giờ mình vẫn nhấn vào cái chỗ này này. Ví dụ mình nhấn vào chỗ review elemental này chẳng hạn. Đó, thì mình vẫn có cái header này thôi, à, mình vẫn có header này thôi bởi vì vừa nãy là mình viết là không bao gồm đúng không ạ, mình vừa nãy mình viết là không bao gồm, thì bây giờ mình sẽ qua lại, sau đó mình vào cái bài khác này, ví dụ như mình vào cái bài này chẳng, thì ngay lập tức mình sẽ có cái phần header này, đó, đó chính là cách mà có các thể sắp xếp menu vào cái phần nào nào, vào cái phần nào đó mà tùy thích đúng không ạ, thì bây giờ mình vào cái phần này thì nó có cái phần nào, bởi vì mình cho như vậy đúng không ạ đó, đó chính là cách mà các bạn có thể thiết kế một cái header vô cùng đẹp và các bạn có thể sắp xếp được từng cái mục khác nhau, à, các bạn có thể là cho nó xuất hiện ở chỗ nào mà các bạn muốn trong à, các bạn sử dụng Elementor Pro nha. À, ok vậy là mình đã hướng dẫn các bạn thiết kế một cái header vô cùng đẹp và các bạn có thể sắp xếp vào nhiều cái vị trí khác nhau ở trong WordPress rồi. Mình hy vọng là cái video này hữu ích. Nếu các bạn thích những kiến thức mình chia sẻ về thiết kế website và kinh doanh online trên kênh YouTube này, thì hãy giúp mình like cái video này, đăng ký kênh YouTube và bật cái chuông bên cạnh. Mỗi khi mình đăng cái video nào đó, thì các bạn sẽ là người được nhận thông báo sớm nhất. Mình cảm ơn các bạn, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt. Bye bye.